Xin kính chào tất cả anh chị em đang đến với video miền Nam thứ năm ngày 20 tháng 4 năm 2023 của mình ngày hôm nay. Buổi chiều ngày hôm nay là miền Nam trên kênh nó về được cái lọc, đó là cái con 09 ở trên đài Cần Thơ. Chúc mừng tất cả anh chị em tin tưởng ủng hộ trên kênh. Tiếp theo mình dự đoán miền Nam ngày mai thứ năm 20 tháng 4 trên các đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận. Ở đài Tây Ninh mình dự đoán cái cặp 7997. Ở đài An Giang mình dự đoán cái cặp 1331. Ở đài Bình Thuận mình dự đoán cái cặp 1991. Anh chị em hãy tham khảo trong chiều mai. Chúc anh chị em nhiều may mắn trong buổi chiều ngày mai.